Chào các bạn đã đến và quay trở lại video tiếp theo của mình. Hôm nay mình sẽ cho bạn một tựa game khá là mới về tựa game nhạc Crystal Game. Đang có tay mức là tựa game Kappa. Một tựa game khá là mới, từ trên đồ họa Unity. Các bạn thấy. Để mình làm tí nào. Đây. Đây giao diện của tựa game Kappa. Thì ở phần bên trái thì nó được thiết kế khá là đẹp, khá là gọn. Ở phần này bạn có thể là đổi được avatar, khung, cái này là tiêu đề này, nền, hình nền của giao diện menu chính. Bạn có thể đổi được nhân vật ở menu chính. Phần dưới này nó sẽ là phần thành tích. Khi bạn đạt được mục tiêu đấy, các bạn sẽ nhận được thành tích đó. Ở phần này là phần thông báo, nó sẽ là thông báo về những thông tin về các bản cập nhật mới nhất, những thông tin của tựa game này. Đây. Đó. Hiện tại có thông tin này thôi. Còn cái này sẽ là phần điểm danh theo tuần, tức là hàng ngày các bạn điểm danh các bạn sẽ nhận được phần thưởng. Ở phần này các bạn thấy sẽ có cái bình của 3312 và cái màu tím tím là số 0. Thì cái bình màu xanh mình sẽ nói sau. Còn bây giờ mình sẽ nói về phần bên phải. Cái phần cài đặt thì phần đồ họa các bạn có thể chỉnh như là về banner, về hiệu ứng đẹp, hiệu ứng chi nhấn. Thì đặc biệt của tựa game này là nó có rung phản hồi cho cảm giác bấm khá thật. Đây các bạn có thể chỉnh độ nhạy, chỉnh phần banner, chỉnh về tốc độ nốt rơi, chỉnh banner khi xua đừng. Về phần âm thanh thì như mình đã nói thì tựa game này nó có cơ chế rung phản hồi, nên thế nên là các bạn nhấn rất là thật. Cái này các bạn có thể điều chỉnh cái zoom ở trong này qua hai cái thanh là 5 nốt vibration và vibration. Còn hai cái dưới thì các bạn biết rồi đấy, FX là nó liên quan đến âm thanh khi mà nhấn và có phần background music. Rồi phần account nhớ thì các bạn có thể liên kết tài khoản này với có thể tạo một tài khoản và liên kết với tựa game này, hoặc là các bạn có thể sử dụng một Google Play Game nhớ khi các bạn dùng iOS, hoặc là Game Center nhưng mà dùng iOS. Các bạn có thể là sử dụng tài khoản riêng để có thể liên kết với tài khoản của tựa game này. Có thể dùng Google Play Game ở nếu bạn là dùng Android, hoặc là Game Center nếu bạn là dùng iOS thì có thể liên kết ở đây. Phần ETC thì đơn giản thôi, nó nhảy và các bạn có thể chỉnh được ngôn ngữ. Hiện tại game này chỉ có 3 ngôn ngữ thôi: Hàn, Nhật, Anh. Hết. Thì mình mong là sẽ bổ sung thêm. Bây giờ sẽ vào các phần chính. Về phần play đồ này, đây chính là cái shop bạn có thể là mua như là những cái kim cương này, bộ kim cương các thứ này. Đây các bạn có thể mua các gói nhà, có thể mua những cái skin note cho đẹp hơn. Phần polos này, cái này là sẽ vào cho chúng ta cái phần gọi là ra cutscene và sẽ là phần chơi chính. Đây giao diện chọn bài của nó sẽ như này. Đây các bạn thấy chọn bài như này, nó sẽ có hai nhóm tốc độ. Nhóm tốc độ đầu tiên là nhóm tốc độ multi finger, bao gồm là độ khó arcade và Kappa. Và nhóm tốc độ hai, nhóm tốc độ thăm mốt, bao gồm là normal, hard và hard cộng. Thì sẽ có những bài hát các bạn sẽ phải unlock trong cái mà lát mình sẽ nói sau. Có những bài hát các bạn sẽ phải mua theo gói. Mình sẽ cho một bài. Đây.
Khi về phần Black Option, các bạn có thể chỉnh như là Kim Mode này, có thể chỉnh là dạng No Mode như là chế độ đảo ngược này, chế độ ngẫu nhiên này, hoặc là không có. Có thể chỉnh Play Mode như là Rich này. Đây là chế độ mà theo dạng thanh máu ý, từ chế độ kiểu Off Combo, bắt buộc phải full combo, không chuyển chỗ nào. On Perfect, các bạn phải tăng một nốt phải đạt được Perfect, không good hay great gì cả. Đây, các bạn phải dựng chi cưa để có thể là tăng 200% boost hoặc 500% boost khi nhận phần thưởng. Đấy, các bạn chỉnh nốt boost cho này luôn. Đây, chúng ta bắt đầu game này. Rồi. Tựa game này đồ họa nó đã có hơn khá là nhiều so với một số tựa game biết tựa game khác, khá là đẹp. Chơi của tựa game này có thể là chưa up lại được nhé, giống như tựa game khác hay ra thôi. Sau cho chơi xong thì sẽ đến phần kết quả. Đây, đây là phần accuracy rate. Phát ra là cái sound này nó chỉ chỉnh được cái background music thôi, chứ là chỉnh cái phần giao diện thôi. Chưa về trong gameplay là nhạc mình phải chỉnh bằng cách là giảm âm lượng điện thoại nhé. Đây điều các bạn cần phải lưu ý. Các bạn phải lưu ý điều này. Đây. Thế sau các bạn sẽ thấy sẽ có điểm perfect này, great này, good này, mid này và max combo của hiện tại bao nhiêu. Đây và đây là rank. Và mình sẽ nói về cái chỗ chơi mà cái 3342 vừa nãy. Đây là Castile. Đây là một chỗ chơi theo dạng là theo chương. Mình theo Castile. Nếu bạn nào mà chơi tựa game Arcadia thì sẽ có cái chế độ War Mode. Thì cái này cũng sẽ khá kiểu nó như vậy. Thì như vậy đó, thì tự nhiên thì ở chỗ này sẽ có 3 phần. Phần này là phần record, đấy ghi chúng ta là thành tích của tổng hợp các bài hát, tổng hợp này, profile là thông tin về nhân vật, và đây sẽ trong này sẽ có 6 độ khó: normal, hard, hard cộng, arcade và kappa và cosmos. Để có thể chơi được ở độ khó cao hơn, các bạn sẽ cần phải đạt các mục tiêu để có thể mở các màn chơi ở các độ khó cao hơn. Đó. Thì sẽ chơi theo kiểu các stage, các màn.
Các bạn sẽ phải chơi lần lượt, chứ không thể chơi theo kiểu như cóc được. Đó. Đây, ví dụ như chơi cái này thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải chơi màn trước, chúng ta phải chơi theo lần lượt mọi người ạ. Đây là các bạn phải lưu ý. Và sau đây thì mình sẽ chơi bài cross hat. Mình sẽ chỉnh bắt đầu mấy chút nhé. Đây, mình phải ra là cái BGM này nó chỉnh là về phần giao diện chứ không phải là về phần nhạc. Cái này các bạn cần phải lưu ý nhá. Ok. Sẽ có những bài hát ở độ khó cao, với những bài hát mình yêu cầu là năng lượng cao hơn, tùy vào độ khó cũng như là các màn chơi. Rồi. Ok. Sau đó xong màn chơi thì sẽ ra cái bản thành tích. Thì ở đây nó sẽ hơi khác một chút là ở bên này, chơi này sẽ có hiện là nó hiện HP nhá, hiện là thanh máu tổng. Khi mà clear thì chúng ta đã qua được một màn và sẽ đến với màn tiếp theo. Đó. Đó, các bạn thấy. Thì tựa game này mình đánh giá thì tổng kết ạ, tựa game này là một tựa game khá là hay, với đồ họa được cải thiện khá là nhiều, cải thiện khá là nhiều và khá là đẹp với một engine Unity. Thì mình sẽ để link tải ra phần mô tả video nhé. Mình sẽ làm một bài coi như là kết thúc cái video lần này, video về cái giá trị game thôi. Này, thì cái chọn này đây. Đấy nhá. Và mình sẽ để tin tải cho mô tả video. Hẹn các bạn trong video lần sau. Tạm biệt mọi người. Link tải sẽ để phần mô tả nhé.